Đây là lần đầu tiên em tham gia buổi khóa học này và em cảm thấy là rất là thú vị. Thầy đúc kết rất là rõ ràng những cái quyển sách mà em đọc, và em thấy rằng là tại sao mình lại trì hoãn cái việc mà phát triển bản thân mình lâu quá vậy. Và em nghĩ là đây cũng là một cái động lực để cho em hiểu rõ cái bản thân mình hơn, hiểu được những cái khiếm khuyết của cái bản thân mình, và từ đó là em sẽ là có cái quyết tâm hơn để mà em phát triển cái bản thân mình. Thì mặc dù là bây giờ thì em cũng có một cuộc sống nó tương đối, nhưng mà em vẫn có những cái khát khao là em có thể là em giúp ích cho những cộng đồng, những người sống bên mình, nhưng mà em thấy cái khả năng của mình nó chưa tới được. Nhưng mà khi qua những cái buổi học của thầy á, thì em nghĩ là em có thể làm được điều đó, và trong em nó có một cái niềm tin và nó có một cái động lực để em có thể là em vươn tới cái ước mơ của mình. Và em rất là cảm ơn thầy về cái buổi học hôm nay.